Trong tập 251 của Đấu Đế Đại Lục, Lôi Cơ nhìn thấy hình xăm Tà Tôn trên trán của Tiêu Viêm nhận ra luôn. Khi Lôi Cơ từng làm việc dưới trướng Tà Tôn, chuyển sang tập 252 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm giải thích với Lôi Cơ về hình xăm trên trán của mình. Hắn không phải Tà Tôn chuyển thế, mà hình xăm này giúp hắn tu luyện công pháp. Tiêu Viêm đã dùng tố mệnh chi thuật dung hợp với cái phân thân nguyên thân. Tiêu Viêm đánh một trường xung quanh nát hết, khiến linh tù sợ Tiêu Viêm có được sức mạnh khủng khiếp. Trải qua 3 phút nguyên thần phân thân từ Tiêu Viêm đi ra. Nói cách khác, Tiêu Viêm giờ chỉ có thể dung hợp lấy sức mạnh của phân thân được 3 phút. Ở bên ngoài thần ẩn chi địa tại một hành tinh, Tà Khôn Kiệt đấu thần 6 sao đang gọi nguyên thần của Tiêu Viêm phân thân cứu hắn. Tiêu Viêm đã đi ra ngoài gặp Tà Khôn Kiệt. Chuyển đến một hành tinh, Tà Khôn Kiệt cùng 10 người đã bị gần 1.000 người sứ giả vây đánh hồi đông. Một người thượng thần doa Tà Vô Kiệt biết những gì về người đang ở trong thần ẩn chi địa. Tà Khôn Kiệt trình bày lần trước mình đến thần ẩn chi địa chủ yếu tìm Tiêu Viêm Tiêu Phong. Còn những vấn đề khác hoàn toàn không biết thằng nào là Tiêu Viêm. Tên thượng thần đã tạo ra áp lực khiến Tà Khôn Kiệt và 10 người phải quỳ xuống mặt đất. Tà Khôn Kiệt vẫn la to Tiêu Viêm thượng thần cứu hắn. Dĩ nhiên tên thượng thần không sợ. Vì Tiêu Viêm di chuyển từ thần ẩn chi địa đến hành tinh này phải mất 20 năm. Tà Khôn Kiệt đã chửi thằng thượng thần đừng dùng trận pháp chi lực, có dám solo 1 với 1 ăn 1 không? Do đó tên thượng thần vừa tắt trận pháp, Tà Khôn Kiệt bật tinh hải khoảng 400 vạn lao lên tấn công. Thượng thần dùng một trường đơ lay, khiến Tà Khôn Kiệt bay về phía sau. Tà Khôn Kiệt cho hơn 10 người đi theo mình lên giết. Thì hơn 10 người đã bị gần 1.000 người sứ giả của thượng thần chỉ huy đánh bị thương hết. Tà Khôn Kiệt đã chửi đám người trước mặt chỉ làm tay sai cho đấu thần liên minh. Vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài thần phạt chi địa. Tất nhiên thượng thần không quan tâm đi đâu hết, chỉ cần hắn còn sống là được. Nhưng Tà Khôn Kiệt tiết lộ với tên sứ giả về thần phạt chi địa một khoảng thời gian nữa sẽ sụp đổ. Đôi lúc này Tiêu Viêm Tiêu Phong xuất hiện giải cứu Tà Khôn Kiệt. Nam sư giả đang khinh thường Tiêu Viêm Tiêu Phong đấu thần 4 sao thích gái muốn bị ăn đấm. Thì bản thể phân thân nguyên thần của Tiêu Viêm đã xuất hiện ở khuôn mặt khác, khiến hơn 10.000 sứ giả nhận ra luôn Tiêu Viêm thường thân. Tiêu Viêm đã đưa cho đám người Tà Khôn Kiệt một ít thuốc chữa bệnh. Tiêu Viêm phân thân đã dùng tay đấm một chưởng vào tên thường thần trên mất xác, và cho hơn 1.000 sứ giả có thể chim cút. Nên 1.000 sứ giả không dám nói câu nào trở về phi thuyền của mình cút thật luôn. Bảy thượng thần đi gặp cách nến nói chuyện về Tiêu Viêm Tiêu Phong đã quay trở lại. Ngoài ra còn có thêm cả Tiêu Viêm thượng thần. Do đó cách nến cho bảy thượng thần ngồi nghe chuyện. Lúc này cách nến và Phương Dập đang thảo luận về Tiêu Viêm phân thân có thể đạt đến trình độ bất hủ. Và cách nến quyết định dùng phân thân tiếp cận Tiêu Viêm xem thế nào. Trở lại với Tiêu Viêm và Lôi Cơ linh tù, đám người Tà Khôn Kiệt đã đi đến cảm ơn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cho Tà Khôn Kiệt hãy tập hợp những người đấu thần liên minh đang ở bên trong thần phạt chi địa. Khi hắn cũng không biết vấn đề minh chủ đấu thần liên minh Kim Gia loại bỏ người đấu thần liên minh vào nơi này. Vì vậy Tà Khôn Kiệt trình bày mình chỉ đi theo tôn thương, chứ ai bắt hắn làm gì cũng không được. Tiêu Viêm nói về vấn đề hoa bỉ ngạn của đấu thần liên minh, khiến Tà Khôn Kiệt vẫn không tin Tiêu Viêm là tôn thương chuyển sinh, mà Tiêu Viêm trước mặt chính là Tà Tôn. Thì Tiêu Viêm giải thích mình tu luyện Tà Tôn công pháp mới có hình xăm trên trán. Ngoài ra Tiêu Viêm phải lấy cánh tay lẫn hai ngón tay truyền thừa tôn thượng ra chứng minh. Do đó Tà Khôn Kiệt tạm tin Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế. Tiêu Viêm lấy luôn dẫn chứng tôn thượng cố chúng sinh có hai vợ. Một là nữ hoàng của cổ thần điện. Nên Tà Khôn Kiệt nhận Tiêu Viêm là tôn thượng. Hắn kể với Tiêu Viêm những người đấu thần liên minh ở bên trong thần phạt chi địa rất nhiều. Tập trung chủ yếu là đọa thần tinh. Nên Tiêu Viêm cho đám người Tà Khôn Kiệt lên đường di chuyển luôn. Hắn cho linh tù mau tạo ra trận pháp di na dịch chuyển rút ngắn thời gian. Sau đó đám người Tiêu Viêm linh tù phân thân Tiêu Viêm Lôi Cơ đi vào lỗ đen không gian.